ngoài sáng giữa các bộ nhân viên chính phòng và các bộ nhân viên bộ điện động. Đồng hồ cồn và doping xem các thủ chúng ta sử dụng hay không. Vâng, và trong trận thi đấu thứ hai này thì có vẻ như anh đắc trên sân gay gắt hơn, sẽ là bất lợi khá lớn dành cho các thủ thể dục viên chính khi mà anh đắc mặt trời đang dõi thẳng về phía khung thành của thủ môn bên phía thể dục viên chính. Như vậy hiệp thi đấu thứ nhất của chúng ta đã bắt đầu. Các cầu thủ đá chính ở trong trận thi đấu này của các thủ thể dục viên chính gồm có Đỗ Hồng Lam mặc áo số 8, Nguyễn Văn Tàn mặc áo số 7, Nguyễn Hữu Tuyên mặc áo số 9, Đỗ Phi Thường mặc áo số 10, Nguyễn Tuấn An mặc áo số 14, Hà Tiến Tú mặc áo số 2. Một đội hình rất thân thuộc đối với chúng tôi. Đội hình đá vô địch giải bóng đá danh nhân năm 2017. Năm 2017, các cầu thủ của danh nhân Yên Chính đã tạo ra một cơn địa chấn khi vượt qua những đối thủ sân sỏ như đội bóng đơn kim vô địch 3 năm liên tiếp Thị Trấn Lâm, hay là đội bóng đã từng 3 lần ngôi Á quân danh nhân của Yên Ninh, và rất nhiều các đối thủ khác để đăng quang ngôi vô địch một cách xứng đáng. Và trong năm nay thì các cầu thủ danh nhân của Yên Chính vẫn được đánh giá rất cao, một đội hình rất hùng hậu và bài bản ở trên sân. Và lúc này đứng trong khung thành lúc này đang là thủ môn Đỗ Duy Thông. Bên phía các cầu thủ danh nhân của Yên Hồng, họ đã chung màu áo đi là mặc áo màu vàng, và rất may mắn rằng số áo trên sân lại rất giống với các số áo màu vàng, chỉ có một sự thay đổi chút thôi. Đứng trong khung thành là thủ môn áo số 1 Thảo Nguyên, các thủ mặc áo số 11 Nhật Linh, số 5 Quang Hoàng, số 8 Văn Trúc, số 9 Quang Thọ, số 16 Minh Tuấn và số 12 Thanh Hùng. Như vậy đây sẽ là cú đá phạt đầu tiên ở trong trận đấu này dành cho các thủ danh nhân của Yên Đông. Nếu như trận đấu diễn ra trên sân Thị Trấn Lâm thì địa bàn của Yên Hồng đến Thị Trấn Lâm rất gần, nhưng trận trận đấu diễn ra trên sân Nghĩa thì các cầu thủ Yên Chính lại lợi thế. Sân Yên Nghĩa cũng không khác gì sân nhà của các tuyển chính, vì xã Yên Nghĩa và xã Yên Chính giáp nhau, cân bằng khánh thành rất long trọng và hoành tráng. Bản thân tôi cũng là người đi làm chương trình ở rất nhiều các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Phủ Lý, Hà Nội, nhưng chưa đâu có được một lễ cắt băng khánh thành hoành tráng và quy mô đến như vậy. Có rất nhiều những ban ngành lãnh đạo cấp cao của huyện như chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện, bí thư huyện, hoặc đặc biệt là có những vị thiếu tướng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Rất nhiều những vị tướng tá đã có mặt ở trong buổi sáng ngày hôm nay để khánh thành sân vận động của ông Phan Viết Thao, một trong những vị danh nhân kiệt xuất của đất Yên Nghĩa, ông là chủ tịch của hiệp hội danh nhân Ý Yên ở trên Hà Nội, tổng giám đốc của công ty thiết kế xây dựng hạ tầng. Dứt điểm không được, cú dứt điểm của số cầu thủ mặc áo số 2 Hà Thiên Tú. Hoàn toàn so với đội hình vô địch của giải bóng đá năm ngoái thì có vẻ như trong đội hình của Yên Chính còn thiếu vắng 1 đến 2 hào thủ nữa đăng ký hơn ở trong trận thi đấu ngày mai. Thế nhưng ở trên sân vận động Hồ Nhân Tạo của làng Ngọc Trời Sa Nghĩa, mọi chuyện đều có thể xảy ra khi mà các cầu thủ ta chưa có dịp để làm quen với mặt sân. Tất cả các cầu thủ đều là lần đầu tiên được thi đấu trên mặt sân. Dứt điểm, cơ như vậy đã có mặt trắng rất bất ngờ. Cú dứt điểm rất nhanh chân, một cú ra chân nhanh như điện và một pha dứt điểm làm xé gió, xé toang khung thành của thủ môn bên phía các thủ thành Liên Hồng. Một cú dứt điểm không thể cản phá. Và cầu thủ vừa ghi bàn là Nguyễn Hữu Tuyên, một trong những gương mặt xuất sắc trong mùa giải năm ngoái của bóng đá danh nhân Yên Chính. Có lẽ trận đấu khó khăn nhất chính là trận bán kết trước đơn kim 3 năm vô địch liên tiếp của giải bóng đá danh nhân, đó là đội bóng Thị Trấn Lâm. Trên chấm đá phạt đền nghẹt thở mà chúng tôi còn nhớ như cả năm cầu thủ của đội bóng áo xanh sóc đỏ đều đã thành công. Bên khi đó các cầu thủ của Thị Trấn Lâm chỉ có một cầu thủ đá ra ngoài, họ đã giành chiến thắng nghẹt thở trên chấm đá phạt đền với tỷ số 5-4 và hạ gục các cầu thủ Yên Phong thuyết phục ở trong trận chung kết.
bản lĩnh của nhà vô địch đã sớm được khẳng định ở một pha phản công và cú ra trận nhanh như điện của cầu mang áo số 9 Hữu Tuyền. Trên sân này đang có sự xuất hiện của Đỗ Hồng Nam, gần như anh là người anh cả của bóng đá chính ở trên sân vào lúc này. Anh đang mang trên mình chiếc băng đội trưởng và thi đấu trên hàng công. Bên phía anh là cánh phải Hữu Tuyền, Tiến Tú. Như trong trận thi đấu buổi chiều ngày hôm qua thì có sự xuất hiện của một cầu thủ là Phạm Kim Cương, thì chúng tôi cũng đã nhớ ngay đến một cầu thủ có cái tên rất kêu, đó là danh nhân của Yên Trình, đó là Đỗ Phi Thường, khu vực tiền vệ. Đây chính là tiền vệ trung tâm của các cầu thủ. Coi đấu ông Nam rất bình tĩnh và tự tin, bản lĩnh rất lớn đến từ các đội chân của đơn kim vô địch. Rõ ràng họ đang khẳng định sức mạnh của mình. Nếu như hôm qua đội bóng thị trấn Lâm, đội bóng đang giành nhiều cúp vô địch nhất của giải đấu, đã có được chiến thắng thuyết phục, thì ngày hôm nay đơn kim vô địch cũng đang cho thấy sự nguy hiểm của mình đến như thế nào ở trên hàng công. Cả hai số 8 và 9 Đỗ Hồng Nam và Nguyễn Hữu Tuyền mỗi người đã lập công ghi bàn, và Nguyễn Hữu Tuyền là cầu thủ xuất sắc hơn khi anh vừa có một đường kiến tạo chích người dành cho Đỗ Hồng Nam ghi bàn. Thì các cầu thủ của đội bóng Thanh Niên Chính đã dội cho các người đồng hai cáo nước lạnh liên tiếp rồi. Đỗ Phi Thường, Quang Thọ, Thanh Tùng và Quang Thọ đã không thể thành công ở trong tình huống phản công vừa rồi. Đang trong dịp đầu mùa thu, khi mà trong những dịp đầu thu đã có rất nhiều những giải bóng đá củi hay những giải bóng đá quan trọng, và đặc biệt là trong đầu tháng 9 vừa qua, đội bóng U23 Việt Nam là dưới triều đại của huấn luyện viên Pao Trò đang là đội bóng mang rất nhiều cảm hứng cho các cầu thủ thi đấu trong nước ngoài nước cũng như là trong những giải đấu lớn. Và lúc này thì các cầu thủ của Thanh Niên Yên Chính vẫn đang phô diễn đôi đá tổng hợp tấn công. Có một cú sút nào, đặc biệt là bên phía các cầu thủ Thanh Niên Quế Đông, thì đội bóng áo sọc xanh đỏ đã liên tiếp ghi hai bàn thắng. Ngân hàng MB Viettel là đơn vị duy nhất ở trong giải đấu này không trực thuộc của xã trên huyện Yên. Đây là một đơn vị ngân hàng và một đơn vị của Viettel liên kết với nhau tham dự ở trong mùa giải bóng đá thế giới năm nay. Rất hay, rất nỗ lực, nhưng rất đáng tiếc đồng đội ở trong phía trong của số 10 đã không thể áp sát kịp thời. Không làm. Tốc độ của trận đấu ở trong trận thứ hai này nó còn đang được đẩy cao, diễn ra nhanh hơn so với trận đấu đầu tiên. Hai đội bóng liên tục lên bóng phản công. Phản công dồn dập là điều sẽ được trông thấy trong từng giây phút trận đấu. Không được rồi. Và lại phản công nhanh chóng đuổi theo. Số 16 đang có bóng nhưng được đóng lại hơi thiếu chính xác. Minh Tuấn đã tung ra cú chuyền bóng có vẻ như thiếu chính xác vừa rồi là Minh Tuấn. Văn Toàn. Bóng đã đi dài luôn đội viên. Năm nay thì chỉ có các cầu thủ Thanh Niên Thủy Tiên Lâm và Yên Chính là đơn vị có thứ hai đội bóng. Điều đó đủ cho thấy được sự phát triển đặc biệt về môn thể thao vua này của hai đơn vị lớn lên như thế nào đối với bất cứ những cầu thủ đang chinh chống trên địa bàn của hai xã Yên Đồng và Yên Nghĩa. Trước khi bước vào giải đấu thì chúng ta đã tập luyện rất nhiều những trận đấu, những đấu pháp và chiến thuật đều được áp dụng rất nhiều phút vào. Hạn Tiến Tú và tung ra một cú dứt điểm rất mạnh ở bên phía bên trái nhưng đã không có đáng ở trong đúng rồi khi mà thủ môn của đội bạn đã chơi xuất sắc và tập trung ở trong pha bóng của đội. Thủ môn Thảo Nguyên vừa có một pha đánh chặn rất chuẩn xác. Hạn Tiến Tú, Đỗ Phi Thường. Một quả bóng lên dành cho các cầu thủ Thanh Niên Quế Đông. Quang Thọ. Nhưng họ lại đang có lợi thế dẫn bàn. Thành Tô rất đẹp, không được. Và nó quan trọng đôi tay của một Đỗ Duy Tùng. Tuấn Anh. Hồng Nam. Chuyền bóng dài vượt tuyến thuận lợi. Hai người anh cả trên hàng công là Hữu Tuyền và Hồng Nam đã thay nhau lập công. Rất kinh nghiệm Hồng Nam.
cũng đủ đã đều trưởng thành từ Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, trong trận thi đấu hôm nay đều có rất nhiều kinh nghiệm, có thể lực tốt, thể hình vượt trội. Cùng với đó là sự ra rơi cho đấu trường, dứt điểm không vào, lại thêm một cú dứt điểm quen thuộc thể lực của cầu thủ mang áo số 9 rút tiền. Hàng thủ của các cầu thủ danh nhân Yên Hồng đã có một buổi chiều làm việc tương đối vất vả. Áp sát rất nhanh, Đỗ Phi Thượng vẫn là số 10 Đỗ Phi Thượng, quá người rất khéo. Các cầu thủ của đội bóng danh nhân Nhân Chính thích nghi với trận đấu của Hiền Nghĩa rất nhanh. Họ gần như lên xuống nhịp nhàng, tạo ra được một thế trận lấn át trước đối phương. Văn Toàn tiến thủ, Văn Toàn, Đỗ Phi Thượng, sự can thiệp của cầu thủ mang áo số 12 Thanh Tùng. Hồng Lam không được rồi. Và lúc này thì chưa có cầu thủ nào là bóng cho bóng vàng. Kỹ năng của các cầu thủ chúng ta là rất đáng khen ở trong trận đấu này. Và nếu như pha bóng của Hà Tiến Tú hơi cao chút nữa thôi thì việc trái bóng bay ra ngoài tầm sân là rất xa, rất nguy hiểm, rất hay. Được một từ em sân vào lúc này thì các cầu thủ của đội bóng áo vàng vẫn đang tỏ ra là thiếu may mắn. Họ vẫn đang ra tăng sức ép để nhằm tìm kiếm bàn thắng đầu tiên. Tuấn Anh rất nguy hiểm, cơ hội không được. Trước này đã có sự bọc lót kịp thời của số 5 Quang Hòa, ném biên dành cho các cầu thủ dành cho đến 91. Rất thoáng, Tuấn Anh dứt điểm không được. Tuấn Anh, Đỗ Phi Thượng với việc bị đối phương đã tấn công áp đảo khi hai bàn thắng khiến cho các cầu thủ của đội bóng dân như đến không phần nào đó đã mất bình tĩnh, nhưng rất may là trong những cuộc vào đã lấy lại được thế trận và hạn chế được tối ưu những pha bóng hút xa của đội bóng áo sọc đỏ xanh. Đến đây dứt điểm không vào, và với chúng ta cũng dứt điểm vừa rồi là đội trưởng Văn Trúc để trung tâm Quang số 8. Quang Thọ không được, và trọng biên của Quang Hoàng. Người vừa tung ra cú dứt điểm nguy hiểm đó là số 10 Nhật Linh. Nhật Linh và đi bóng tốc độ của Nhật Linh rất nỗ lực, rất nỗ lực, nhưng rất đáng tiếc ở bên trong thủ môn của đội bóng Yên Chính 2, Yên Chính 1 đã đón bóng rồi. Hà Tiến Tú Hồng Lam bắt toàn. Ở trong dịp cuối năm ngoái thì trên địa bàn huyện Yên chúng ta cũng đã có đội bóng tham dự giải bóng đá sân 11 người được tổ chức ngoài tỉnh Nam Định. Trong trận chung kết, đội bóng Yên chúng ta đã thi đấu với đội bóng của thành phố Nam Định. Chúng ta đã để thua với tỷ số 3-1. Và cũng đã có một nhân vật xuất hiện ở trong trận đấu đó vì phía các đội chính, một đó là Phát Toàn. Cầu thủ đang khoang số 7 chơi nơi hàng phòng ngự của đội bóng Yên Chính. Có vẻ như bên phía các cầu thủ danh nhân của Yên Hồng đang có dấu hiệu xin lỗi người. Và theo chúng tôi quan sát thì họ đang thay, có ý định thay thứ hai người. Như vậy sẽ có tới 2 xin thầy người bên phía các cầu thủ danh nhân của Yên Hồng. Cầu thủ mang áo số 2 Anh Khoa vào sân, rời sân Duy Tùng mang áo số 12. Cầu thủ vào sân mang áo số 3 là Ngọc Thăng, và người rời sân là Quang Hoàng.
hai sự thay đổi nhân sự. Chúng tôi cũng đã khá bất ngờ khi một trong gương mặt quen thuộc đó là anh Khoa đã không ra sân ở trong đầu hiệp 1. Lúc này thì anh Khoa đã vào sân nhằm tăng cường lực lượng ở trên hàng công dành cho các cầu thủ tay chân của Tiên Hồng, một trong những cầu thủ thi đấu rất năng nổ trong màu áo của đội bóng FC Lăng Đẻ thuộc xã Yên Đông. Anh Khoa rất khéo, bắt toàn, phản xử lý rất tốt, bắt toàn, rất đẹp, không vào, vẫn còn ngồi nhưng vẫn không vào. Một pha phản công làm mãn nhãn người xem vừa được các thủ dạy nhân của Yên Chính 1 thực hiện. Một cú xử lý bóng rất hay của Văn Toàn trước khi chuyền bóng cho Hữu Tuyền và bắt vô lê là khá đẹp bắt, thế nhưng ở trong pha bóng rồi thì môn Thảo Nguyên làm lưới chơi rất xuất sắc. Một pha bóng rất đẹp mắt vừa diễn ra, có lẽ đó là một trong những pha bóng đẹp mắt nhất trong cuộc chiều hôm nay. Phản công ngay, anh Khoa không kịp rồi. Khá mạnh vừa rồi của cầu thủ mang áo số 9 Quang Thọ. Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Toàn rất nhịp nhàng và tự tin. Văn Toàn không, hai bàn thắng của các cầu thủ dành cho đội bóng ghi rất sớm vào trận đấu đầu tiên hiệp 1 do công của số 8 và số 9 Đỗ Lam và Hữu Tuyền. Anh Khoa sau hai đoạn cú đầu và hai bàn thắng thì các cầu thủ của dây chân Tiên Đồng họ cũng đã dần nào lấy lại thế trận và cũng đã có những cơ hội, thế nhưng vẫn chưa thể rõ ràng bằng so với các cầu thủ dây chân chính. Rất đẹp, không vào. Dứt điểm rất nhanh vừa rồi là của Đỗ Lam. Như vậy các cầu thủ đồng tiếp tục có dấu hiệu xin thay gấp. Anh Khoa, trọng tài anh Khoa, anh Khoa, ông Lam và là đại phản công dành cho các thủ thành viên của Yên Chính. Ông Lam rất khéo nhưng rất đáng tiếc không thể qua được sự sát chất của Bình Tuấn. Đặc biệt dành cho các thủ thành viên của Yên Chính. Đấy đâu, rất đẹp, cứ vào. Bóng rất nhanh vừa rồi là của Đỗ Phi Thường. Hiệp 1 của trận thi đấu thứ hai của chúng ta đang vẫn diễn biến rất kịch tính và sôi động và đã có hai bàn thắng ghi. Và hai bàn thắng đó đều thuộc về các cầu thủ nhân của Yên Chính 1. Đơn vị vô địch vẫn đang cho thấy sức mạnh khủng khiếp của mình đến từ hàng công với tình huống lên bóng nhịp nhàng ở hai cánh, thì các cầu thủ nhân Yên Chính vẫn đang là một trong những ứng cử viên cùng với Thiên Lâm đã nặng ký cho giải đấu này. Thế nhưng chặng đường để đi đến chức vô địch sẽ còn rất dài. Nó dài hơn so với mọi năm. Thì năm nay chúng ta sẽ có 5 đội bóng trong một trận đấu. Và đến bóng tốc độ của đội trưởng mang áo số 8 Văn Trúc, nhà biên dành cho các đội vàng. Anh Khoa, Văn Trúc. Đánh đầu. Không được. Trước đó là có tiếng còi cất lên rồi. Hữu Tuyền được luôn. Phi Thường, Tiến Tú. Bắn công không được. Bắn đạn. Anh Khoa nỗ lực, Văn Toàn, Hồng Lam, Hữu Tuyền và bóng lót rất nhanh. Nhưng các cầu thủ Yên Chính vẫn đang thắng thế ở trong những pha chuyền cho bóng tay đôi. Đỗ Hồng Lam không thể tung ra bàn dứt điểm. Bàn công dành cho Tư Hồng quá nhanh nhưng lại bất kịp bất đọt. Tuấn Anh, Tiến Tú, Văn Toàn khá nguy hiểm. Một pha bóng nặng thoát tim các cầu thủ Yên Chính 1. Hồng Lam không phải, đó là Hữu Tuyền. Hồng Lam đã di chuyển và bóng đã đi tự do ra hết bên ngoài đường biên. Quang Thọ Tiến Tú, Tuấn Anh. Hãy subscribe.
rất hay và hợp lý. Kính chào Hồng Lam. Không phải đó là ứng viên, vẫn là những pha phản công rất sắc bén đến từ các cầu thủ đội tuyển chính một. Một lối đá rất thoải mái và bài bản mà các cầu thủ đội chính một đã áp dụng ở trong trận thi đấu này. Có vẻ như 2-8 đang là một con số khiêm tốn so với những cơ hội mà các đội chính một đã tạo ra ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Tiến Tú, Anh Khoa, Tuấn Anh, Hồng Nam và xử lý rất khéo Hồng Nam. Hồng Nam đã quan trọng đôi tay của thủ môn. Đánh đầu không được, bóng vừa chạm vào đầu cầu thủ mang áo số 15 Văn Tấn. Đến chính một, Văn Toàn. Văn Trúc, Quang Thọ, Anh Khoa. Và xử lý bóng bổng của Anh Khoa. Ba nhịp bóng bổng, bóng đã nằm gọn trong tay của Bồn Tiến Tùng. Tin được Anh Khoa, Hồng Lam, Hữu Thiên. Khoảng trống dành cho số 9 là rất lớn trong tình huống này. Không còn đáng dài tròi với một. Và bản công vẫn luôn là quá man nhạc. Và nếu như theo chúng tôi cảm giác hôm nay được thi đấu ở trên mặt sân mà gôn to như của Tổng Thắng Lợi thì chắc chắn các cầu thủ của Thanh Niên Đình Chính sẽ rút những cơn mưa bàn đạp. Chúng ta phải được sức mạnh của các đội chính đáng sợ như thế nào ở trong trận thi đấu ngày nay. Quang Thọ rất nỗ lực, Văn Toàn. Một của các đội chính đã phải rời ra khung thành. Hồng Lam, Văn Trúc, Văn Toàn. Tiến Tú, thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1, trận đấu này không còn quá nhiều, rất có thể tỷ số trên sân sẽ được giữ nguyên trong khoảng thời gian khá dài. Chúng ta chưa chính thức ra đài. Anh Khoa, ba điểm ngay, ba điểm ngay cho anh Khoa trong pha bóng vừa rồi. Anh đã có bàn điểm rất mạnh, bóng làm rung chuyển cùng tay thủ môn đối phương và ngay lập tức đoàn phản công của các đội tuyển chính một vừa rồi là Đỗ Vĩ Được. Trận đấu quá sôi động, hai cặp thi đấu ở trong buổi chiều ngày nay đang diễn biến sôi động và cặp chính và theo tôi đánh giá còn hấp dẫn hơn là trong buổi chiều ngày qua. Và đảm bảo hợp lý của thủ môn Tiến Tùng. Bóng chúc Anh Khoa rất đẹp, đúng đẹp. Vâng, và đúng này thì trong tài pha quang cơ cũng đã đổi còn khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Các cầu thủ đến chính một, chúng ta sẽ được nghỉ ra đó ít phút trước khi quay trở lại với hiệp thứ hai. Ở trong hiệp 1, một đội bóng đầy bản lĩnh có đang khẳng định được vị thế của mình ở giải bóng đá này. Nhà đơn kim vô địch của giải bóng đá năm 2017 đang có những bước tiến hết sức thuận lợi. Đỗ Phi Thường và Đỗ Hồng Đăng và Hà Nguyễn Hữu Tiên là hai cầu thủ đã ghi bàn ở trong hiệp đầu tiên. Và trong hiệp 2 thì Đỗ Phi Thường là cầu thủ đã rời sân và thế vào đó là số 10 Nguyễn Xuân Chiến, số 17 Nguyễn Xuân Chiến. Vâng, như vậy một cầu thủ nữa đã ghi bàn cho các cầu thủ viên chính một là Đỗ Hồng Nam, số 8 đội trưởng sẽ rời sân và vào sân thành là Nguyễn Tú Anh mang áo số 11. Quang Thọ, Anh Khoa và chuyển bóng dài vận tuyến có ý đồ rất đáng tiếc, bóng đã đi hơi mạnh và nằm trong sự kiểm soát của thủ môn Duy Tùng. Văn Toàn, gần như các cầu thủ của đội bóng Thanh Niên Tiến Bột, Thanh Niên Chính Bột đều có những cầu thủ sở hữu những thân hình rất rắn chắc, rất đẹp, không nào mang đến rất đẹp từ tuyến này, rất mạnh của Văn Toàn.
danh nhân của Etibot đánh đầu. Rất khéo Tú Anh. Không được. Vừa đây là một tình huống đẹp biển. Không thể qua được mặt toàn. Tú Anh. Quang Thọ. Tú Anh. Anh Khoa. Một số Anh Khoa. Và một tiếp trang của các cầu thủ này nghe không? Đã đáng tiếc. Có vẻ như pha chuyền bóng là không hiểu ý. Và trong hiệp hai thì các thủ thành Nhật Trường đã không hề có bất cứ một sự phản ứng nào. Họ vẫn giữ một đội hình ít trang như trong hiệp một. Vì có vẻ như ở trong hiệp một họ đã thay tới 3-4 cầu thủ. Và đội hình của họ từ khi thay 3-4 cầu thủ này đang tỏ ra là khá ổn định. Chính vì thế mà đội hình bóng đá quyết định không nghe thay được. Vọng rằng các cầu thủ của Yên Đồng sẽ chơi đúng đồ trong hiệp thứ hai. Dù họ đang gặp nhiều khó khăn trước một đội bóng rất mạnh. Tiến Tú, Tú Anh và dứt điểm rất tốt của sân nhà của Minh Tuấn, thủ mang áo số 16. Anh Khoa. Không được. Không được, phạt góc. Đánh đầu. Rất quyết, không được. Mặc dù rất nhanh chân nhưng đội trưởng Văn Trúc đã không thể có được một tình huống rất đẹp. Nguy hiểm. Thủ môn và hậu vệ của đội bạn đã rất sát. Đây, phản công rất nhanh dành cho các cầu thủ rất đáng tiếc. Chính là để ấy được dướn và tốc độ đáng sợ của thế nào của Hữu Tuyền. Anh từ khu vực sân nhà lao như một cú tên phía trên thì rất đáng tiếc. Số 11 Tú Anh đã không thể khống chế bóng tốt để có đường truyền dành cho Nguyễn Hữu Tuyền. Tú Anh. Và lúc này trên sân thì chỉ có Văn Toàn cầu thủ hơi mạnh mai một chút so với các đồng đội còn lại. Văn Toàn đang là một trong những gương mặt xuất sắc nơi hàng phòng ngự của các cầu thủ Tây Nhật Trí Bột. Văn Toàn đầy tinh quái và có rất nhiều kinh nghiệm. Văn Toàn anh vừa có những pha tranh chấp bóng khá tốt, nhắm biệt dành cho các cầu thủ nhân của Viên Hồng. Bắt chúc trong vòng cấm địa thì thủ môn luôn có một lợi thế, còn khi thủ môn chúng ta va chạm thì sẽ lợi thế hơn khá nhiều. Pha xử lý rất hay của Hữu Tuyền đối mặt một pha xử lý đầy bản lĩnh và lực của đội trưởng Nguyễn Hữu Tuyền. Anh đã có cú đúp ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Như vậy đã có hai cú đúp vào trong buổi chiều này, thì có hai bàn thắng đóng góp trong ba bàn của đội nhà, và lúc này cũng sẽ làm cho Hữu Tuyền có phần nào hài lòng. Khoảng cách lúc này đã được tăng lên 3-3. Và xử lý rất hay của Hữu Tuyền là côi. Côi lần này còn rõ ràng hơn lần trước rất nhiều. Thế nhưng thủ môn Thảo Nguyên đã có một pha đánh chặn rất kịp thời. Xử lý bóng khai. Hà Tiến Thú rất kinh nghiệm. Thêm một đường chuyền chết người. Không được rồi. Vẫn bóng vào trong cuộc. Đáng tiếc thủ môn Thảo Nguyên đã chơi quá lăn xả trong pha bóng rồi. Nhãn quan chiến thuật, sự quan sát và nhạy bén là những gì mà các thủ thành viên chính một đang thể hiện ở trong trận thi đấu hôm nay. Một nguồn cảm hứng rất lớn dành cho bất cứ những đội bóng nào. Một lối đá rất đẹp mắt. Anh Khoa. Tiến Thú.
Quang Thọ, Anh Khoa, Tiến Tú, Văn Trúc không được rồi. Một đường chuyền bóng có bạn như hơi thiếu chính xác. Nó đã quá gần với vị trí của thủ môn. Tuấn Anh, Tiến Tú không qua phía dưới cả. Tuấn Anh, Tiến Tú, Anh Khoa, sút điểm không được. Sút điểm từ một cự ly rất xa của Doanh Anh Khoa, không có gì khó khăn đối với một Đỗ Duy Tùng. Thủ tiên xuất chiến là những pha bóng rất hay của các thủ thành viên Điền Chính Bôn. Họ vẫn đang tỏ ra lấn át. Nhìn các cầu thủ chính thi đấu trên sân cũng khác thì những nghệ sĩ. Những đội chân của họ đang làm từ trên sân bóng. Họ đang tạo ra một cái trận áp đảo, gần như không cho đối phương có một cơ hội nào để có thể tiếp cận khung thành của Hồ Chí Tục. Hạ Thế Tu không được. Có lẽ ưu tuyển cũng đã bị giật mình trong bóng rồi. Hà Tiến Tú, Nguyễn Đức Tuyền, rất đẹp không được. Giải bóng đá năm nay là giải bóng đá tròn 5 năm, chính vì thế quy mô tổ chức rất hoành tráng. Lẽ ra ban chấp cũng đã chỉ thuê Phan Cảm cũng như là những nhiếp ảnh gia hàng đầu đến để quay trận khai mạc, nhưng trong buổi chiều hôm nay vì trên sân liên nghĩa là khai mạc cũng như là khai trương trận đấu, chính vì thế cũng đã có những chương trình quay phim chụp ảnh rất hoành tráng. Và nếu như khán giả nào muốn xem lại những thước phim và những hình ảnh đẹp thì chúng ta cứ lên YouTube hoặc lên Facebook để gõ vào giải bóng đá dân nhân Thế Yên lần thứ 5, chúng ta sẽ được nhìn thấy những bức ảnh quê hương quay từ độ cao hơn 100m từ máy Flycam và những hình ảnh những pha bóng đẹp trong buổi chiều hôm nay. Sút ra không vào, bóng đã trúng cột nhưng không phải cột dọc. Vừa đây là một tình huống đá phạt góc áp sát rất nhanh. Hà Tiến Tú có lẽ từ khá lâu rồi thì trên địa bàn của làng Ngọc Chế Sa Nghĩa, một trong những xã và làng có dầu truyền thống và cách mạng trong những lễ cắt bằng khánh thành hoành tráng bậc nhất của khu vực Ngoại Điền chúng ta. Dứt điểm không được và chúng ta khá bất ngờ đến từ đội trưởng mang áo số 8 Văn Trúc đi đến đây là công đầu của ông Phan Viết Tài. Ông là ôi không vào. Ông là chủ tịch của hội doanh nhân Lý Yên ở trên Hà Nội. Ông cũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty thiết kế và xây dựng hạ tầng ở trên Hà Đông Hà Nội. Các thủ hiện chính đang là đội bóng có được 3 bàn thắng. Và nếu như tỷ số như thế này được giữ nguyên thì các cầu thủ chính sẽ xuất sắc cùng với Thị Trấn Lâm ngưỡng trị ở hai ngôi vị đầu bảng A và đầu bảng B. Nhưng thành tích ghi bàn của Thị Trấn Lâm vẫn là khá đáng sợ, họ đang có tới 5 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào. Thủ tiền của các cầu thủ danh nhân tiền chính đã làm chúng ta liên tưởng rất nhiều tới Duy Tuyên, mệt mỏi và hết sức đến từ các cầu thủ bạc. Nhưng trước một đơn kim vô địch thì lúc này họ vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc. Rút ra cơ hội vẫn không vào, vẫn đang có một sự xuất sắc và tập trung đến từ thủ môn Duy Tùng. Phản công bên phía cánh phải căng ngang không được và phản công nhanh như chớp. Và trong trận thi đấu ngày nay mà chúng ta vẫn thường chứng kiến, nó đều được châm ngoài bởi cái tên Nguyễn Hữu Tiên. Pha dứt chân khá mạo hiểm không được. Cú dứt điểm của Quang Thọ, bóng đã đi ra hết bên ngoài được bên ngang. Hà Tiến Tú căng vào
trong một tình huống chuyền bóng dọn cố, thế nhưng rất tiếc dành cho cầu thủ mang áo số 11 vào sân trong hiệp hai này không thể ghi bàn, đó là Nguyễn Tú Anh, khá đáng tiếc. Xin chú nữa thì số 1 đã có tên trên danh sách ghi bàn của các cầu thủ danh nhân của Yên Chính 1. Chiến thắng có lẽ đã nằm trong tầm tay Nguyễn Hữu Tiên, rất nguy hiểm, vẫn là số 9, không thể qua người. Một ngày hoạt động khá vất vả của cầu thủ Minh Tuấn mang áo số 16, anh luôn là cầu thủ phải theo sát Nguyễn Hữu Tiên. Một cầu thủ có tốc độ sức mạnh, Tuấn Anh không được. Tú Anh đã có một pha chuyền bóng có phần như hơi thừa lực, một tình huống đẹp bóng nhỏ thôi, chắc chắn sẽ là một cú dứt điểm của Hà Tiến Tú. Anh Khoa, Văn Trúc, Văn Thọ không được rồi. Hà Tiến Tú, Tú Anh, bóng ngay lập tức đến chân của số 1 Tú Anh. Xuân Chiến không được rồi. Những trận đấu đang phải đánh đúng tính chất long trọng của mùa giải năm nay, một mùa giải đang có một sự khởi đầu hết sức thành công, không vào. Một tình huống đã chủ động mở bóng nhưng có vẻ như may mắn vẫn không mỉm cười với các thủ danh nhân của Yên Ông. Bóng đã đi sát cột dọc ra bên ngoài, quá đáng tiếc dành cho những nỗ lực của đội bóng áo vàng. May mắn không mỉm cười vì việc không có bàn thắng cũng là điều không đáng trách các thủ Yên Ông trong trận thi đấu hôm nay. Họ đã thi đấu rất quả cảm và hết mình, chỉ có trách một điều rằng các thủ chính đã quá mạnh ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Anh Khoa vẫn đang rất nỗ lực, có vẻ như các thủ Yên Chính đang có dấu hiệu xin thay người ở những phút nửa cuối của hiệp thi đấu thứ hai trên đất Thường Châu, Trung Quốc. Có lẽ cảm xúc trong trận đấu chung kết trên sân đất Thường Châu một ngày mưa tuyết là những người dân Việt Nam không thể quên. Vâng, như vậy sự thay đổi ngay bên phía các cầu thủ danh nhân của Yên Chính. Chưa lúc nào ở trong thời điểm này nguồn cảm hứng của đội bóng U23 Việt Nam dưới triều đại của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo giúp cho chúng ta có một nguồn cảm hứng bất tận, không những là những cầu thủ thiếu nhi, nhi đồng hay là bóng đá thanh thiếu niên. Phong trào bóng đá của Việt Nam đang được phát triển rất mạnh. Các cầu thủ của đội U23 Việt Nam đã lập 2 chiến tích. Lần đầu tiên là đội Á quân của giải bóng đá U23 châu Á và một lọt trong top 4 đội mạnh nhất của giải Olympic. Chúng ta đã phải dừng bước trước các cầu thủ của đội bóng Olympic Hàn Quốc. Đã không thể có được huy chương đồng, nhưng đó vẫn là một chiến tích, một nguồn cảm hứng vô tận dành cho những cầu thủ của chúng ta. Đơn vị vô địch Yên Chính vẫn đang trên đường đi bảo vệ ngôi vương với một màn trình diễn thuyết phục. Không có gì bất ngờ thì các cầu thủ Yên Chính sẽ giành chiến thắng chung cuộc ở trong trận đấu này. Còn tỷ số họ giành là bao nhiêu thì chúng ta vẫn còn phải chờ xem. Có pha va chạm khá nguy hiểm và có vẻ thì trọng tài Phạm Hữu Cường ông đã xỏ tay của túi quần và rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Tú Anh, cầu thủ mang áo số 11. Và nếu như các khán giả nào bận công tác và không thể xem được trận thi đấu ngày hôm nay thì cũng có thể về hoặc lên YouTube hay là có hẳn một fanpage của giải bóng đá cho nhân dân Yên lần thứ 5. Có những hình ảnh đẹp của quê hương được quay từ flycam với độ cao hơn 100m trong lễ khánh thành trong buổi sáng ngày hôm nay, và những thước phim, những bàn thắng đẹp, những pha bóng hay của các cầu thủ danh nhân Yên Chính ở trong buổi chiều hôm nay và các cầu thủ danh nhân Yên Giá ở trong trận đấu trước. Hà Tiến Tú không kịp rồi, đồng hồ chúng tôi đang dần trôi về những phút thi đấu chính thức cuối cùng ở trong hiệp hai. Các cầu thủ của danh nhân Yên Hồng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Chiếc thẻ vàng trận đấu trước là số 12 Kiên Định và trận đấu này là số 11 Tú Anh. Trong những trận bóng đá giải bóng đá căng thẳng thì việc tranh chấp và dẫn đến thẻ vàng là điều chúng ta không thể tránh khỏi. Thế nhưng theo ban tổ chức của chúng tôi và nhiều năm làm giải thì chưa có một chiếc thẻ đỏ trực tiếp nào rút ra, đủ để thấy được sự nghiêm ngặt cũng như tinh thần fair play của các cầu thủ trong mọi trận đấu.
Và đặc biệt cảm ơn ông Phan Viết Thảo đã có một trận đấu vô cùng bổ ích ý nghĩa cho giải bóng đá thanh niên và dành cho tất cả bà con ở trên địa bàn xã Nghĩa. Phạm Đông rất hay quá. Một lần thắng danh thư thôi nhưng cũng sẽ giúp cho các cầu thủ Yên Đồng một tâm lý thoải mái hơn để bước vào những trận thi đấu tiếp theo hoặc những cầu thủ đi làm ở cơ quan nhà nước. Và chiều thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ trở lại sự sôi động của giải bóng đá thanh niên ở trên sân vận động của tập đoàn Thắng Lợi, sân vận động của ông Dương Tuấn Tỷ, ông cũng chính là chủ tịch của hội đồng quản trị của chủ tịch của đội tập đoàn Thắng Lợi và cũng là chủ tịch của đội bóng doanh nhân thị trấn Long An, và ông là còn là chủ tịch của hiệp hội doanh nhân huyện Yên, một trong những vị lãnh đạo kiêm rất nhiều chức, và ông cũng là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nếu như nói đến lứa tuổi của ông và thời điểm hiện tại. Ném biển, Phan Tiến Tú. Thảo Nguyên, anh Khoa, Văn Trúc, không được rồi. Trước đó là những pha phối hợp có gần như bài bản nhưng đội trưởng Văn Trúc lại có pha chuyền bóng hơi mạnh khiến cho anh Khoa đã không thể theo kịp bóng. Không thể có được một cú dứt điểm phương ý vì lúc này các cầu thủ phòng ngự của đội bóng áo dọc xanh đỏ vẫn đang chơi rất tập trung và có bóng rất mạnh của thủ môn Văn Trúc. Hà Thế Tú. Không được, không hiểu trong tình huống giờ số 15 lại có một tình huống dứt điểm bằng mu cao trên. Một cái gần như thế thì chúng ta cần phải có những pha đẹp lòng là những pha chích mũi. Số 15 lại có một pha đá bóng thiếu chính xác ngay trong vòng cấm địa của Tôn Chí Tùng. Môn Duy Tùng cũng đã có một ngày làm việc tương đối vất vả và anh đã bảo vệ thành công cùng thành của đội nhà khoảng gần 60 phút rồi. Tiến Tú rất khỏe, lại là một tình huống tăng tốc như của một vận động viên điền kinh nước rút. Thế nhưng Tiến Tú cũng đã là cầu thủ chơi rất năng động trong trận đấu này. Anh là cầu thủ chưa bị thay ra và cũng là một trong những người hoạt động năng nổ nhất bên phía cánh trái của đội bóng áo sọc xanh đỏ. Văn Trúc, Tiến Tú, không được rồi, và làm đường không đúng nhịp. Xuất Quyền, một thời điểm rất quan của Xuất Quyền, thế nhưng bóng không có gì khó khăn nằm gọn trong đôi tay của thủ môn Thảo Nguyên. Minh Tuấn. Đây đang là những phút thi đấu chính thức cuối cùng ở trong hiệp thứ hai rồi, đánh đâu. Vâng, và đúng lúc này thì trọng tài Phạm Ngọc Cương cũng đã đổi hồi còi khép lại hiệp thi đấu thứ hai bằng 3 bàn thắng đầu thì các cầu thủ doanh nhân chính một đã giành chiến thắng áp đảo kịch tính trước các cầu thủ doanh nhân của Yên Hồng. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trực tiếp hai trận bóng đá trong khuôn khổ bảng B của giải bóng đá doanh nhân Yên lần thứ 5 năm 2018 của chúng tôi hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý bà con. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.